Chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh Thuận Nước Đẩy Thuyền. Thì hôm nay mình làm cái video với cái nội dung là điểm vào lệ của mình như thế nào và cái kết quả giao dịch tuần này. Thì đầu tiên nhất là mình show luôn cái kết quả giao dịch tuần này của mình như thế nào nha. Đây là cái kết quả giao dịch của mình tuần này là thứ hai, thứ ba, thứ năm, ngày thứ sáu là bị lỗ một chút. Total lại tuần này lãi được khoảng hơn 10 triệu, khoảng 10, 15 triệu. Đó. Thì cái biên của tuần này là một trong những cái biên khá là khó đánh. Thì được cái ngày thứ thứ năm là được một cái pha pha short này. Nhưng mà ngày thứ sáu thì cũng khó. Ngày thứ hai thì mở bát ra lỗ rồi. Thì đây là cái kết quả giao dịch của tuần này. Nói chung là không được ok lắm. Nó chỉ ở mức bình thường. Thực ra tuần này là một tuần rất khó. Và cái biên dao động rất là hẹp. Không đánh được. Ok. Thì cái điểm vào lệnh của mình như thế nào? Thì mình sẽ phân tích ở đây cho bạn thấy mà. Mình sẽ phân tích tương lai nhé. Mình sẽ không phân tích chuyện quá khứ nữa, để chúng ta nhìn cho rõ. Thì cái quy trình mà giao dịch chứng khoán phái sinh của mình thì nó cũng đơn giản thôi. Cái quy trình đầu tiên nhất là mình cũng là gì, là người phân tích trên cái tham minh lớn đây. Và tìm cái điểm vào lệnh ở những cái tham minh nhỏ hơn, đấy là cái quan trọng nhất. Thì đầu tiên nhất á, cái nhất là mình vẫn là người đi tìm cái xu hướng. Thì các bạn nhìn thấy là ở đây có một cái vẽ trước, thì cái vẽ này để chi, để mà mình thấy nếu trong trường hợp cái chỗ này nó không không vượt lên được là mình short đấy. Và đấy là lý do đã lãi được cái cây sót mà 43 triệu mà chụp cho các bạn, đó chính là cái cây sót ở đây này, cây sót cái vùng này đó. Thì trong cái quá trình giao dịch đó, cái đi vốn là cái mà mình đã nói mọi người đúng không, cái đó là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta đi vốn sai á, là thường chúng ta sẽ bị gì, chúng ta bị ngược lại, có nghĩa là khi chúng ta lãi chúng ta sẽ lãi rất ít, mà khi chúng ta lỗ là chúng ta sẽ lỗ rất nhiều, nên total lại là chúng ta thua. Nên đòi hỏi chúng ta phải đi vốn một cách rất là thông minh. Cái việc chúng ta vào lệnh đúng rồi là một chuyện, nhưng mà khi chúng ta vào lệnh đúng á, thì cái tỷ lệ mà vào lệnh chúng ta nó phải lớn, có nghĩa là cái khối lượng chúng ta vào nó lớn. Nhưng mà khi chúng ta vào lệnh sai á, thì mới mà chúng ta thăm dò thì cái điểm vào lệnh chúng ta thì cái tỷ lệ khối lượng nó nhỏ thôi, nghĩa là vào chừng 15, 20, 30% đó trở lại. Thì khi mà chúng ta có cắt lỗ á, với cái tỷ lệ đó thì chúng ta thua nó chỉ là 15 đến 30% so với cái tổng vốn chúng ta giao dịch. Nhưng mà khi chúng ta mà đánh mà cái đồ thị mà đi theo ý chúng ta rồi thì cái tỷ lệ chúng ta sẽ là ví dụ như 70-80% hoặc là full. Thì khi mà chúng ta đánh như vậy thì total lại có thể là chúng ta có thể lỗ một hai hôm, nhưng mà chỉ cần một lần chúng ta thắng thôi thì chúng ta sẽ lấy lại hết những cái phần lỗ trước đấy và chúng ta lãi ngược lại luôn. Còn nếu mà các bạn mà không có đi vốn chung như vậy thì thường các bạn sẽ bị ngược lại, tại vì cái này là cái mà bản thân mình đã trải qua, có nghĩa là chúng ta đã bản thân mình đã trải qua là cứ mình lãi ấy, thậm chí mình quýnh 10 ngày lãi hết 7 ngày, nhưng mà 7 ngày lãi đấy có một chút thôi, nhưng mà lỗ có 2 ngày là vẫn là lỗ rất nhiều, để tô lại mình cứ lỗ. Và đấy là cái chu kỳ lặp đi lặp lại của mình trước đây rất là nhiều. Nên sau đó thì mình bắt đầu mình phân tích kỹ hơn, rồi mình xử lý cái đi vốn, thì bắt đầu mình mới có cái tỷ lệ chiến thắng cao. Và nó mình không sợ mất tiền nữa, mình không sợ mình giao dịch phát sinh mình bị mất vốn lỗ vốn nữa, là bởi vì mình xử lý được cái tỷ lệ đi vốn đó. Cái đó là cái cốt lõi các bạn nha. Thì đầu tiên nhất là chúng ta phải xác định được cái trend. Ví dụ đây, thường thì mình sẽ phân tích trên cái khung thời gian H1, nhưng sau đó thì mình đều chuyển sang cái khung 15 phút để mình phân tích cả. Chứ mình sẽ không phân tích, mình sẽ có một cái màn hình máy tính để mình để trên, mình để cái khung thời gian là 30 phút, 15 phút. Mục đích để làm gì? Để mình nhìn cái những cái ngưỡng can lớn á, mình nhìn để mình xác định, và mình vào lệnh ở những cái khung nhỏ hơn. Ví dụ mình vào lệnh trên khung 5 phút, khung 3 phút, để chi, để cái điểm vào lệnh của mình nó chuẩn. Tuy nhiên là trên cái khung thời gian lớn nó đã là những cái vùng mà khi mình phân tích mình thấy là nó có tín hiệu rồi. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy là trên khung H1 là chúng ta sẽ nhìn ở đây có một cái đường ở đây, là thực ra là mình đã vẽ trước đấy. Cái này là vẽ trước để mà mình thấy trong trường hợp nó không vượt qua, tại vì nó tạo ra mô hình hai đỉnh đó. Các bạn nên nhớ là ở đây nó sẽ tạo ra một cái mô hình hai đỉnh này. Đấy. Thì cái mô hình hai đỉnh này nó không có vượt lên được mà nó gãy, làm khi đấy các bạn khi mà phân tích trên khung này xong, các bạn vẽ trên khung này xong, các bạn trên nhìn trên khung 5 phút các bạn sẽ thấy rất là rõ, mà các bạn vào lệnh một cách rất là sát. Ví dụ như khung 15 phút các bạn cũng sẽ nhìn thấy này, mình sẽ nói
khung 15 phút các bạn sẽ nhìn thấy gãy này. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trên cái khung thời gian 5 phút thì các bạn sẽ thấy cái điểm gãy này nó rất là rõ, và chúng ta vào lệnh được ngay ở điểm này. Tất nhiên khi chúng ta vào lệnh ở đây thì với một tỷ lệ gì, với một tỷ lệ 30% 40% thôi, nhưng mà đồng nó gãy tiếp thì mình bắt đầu mình gia tăng tỷ trọng lên rất là lớn thêm đó. Thì khi đó thì các bạn sẽ không bị cái tình trạng gì đánh bị gì, bị vỡ xu hướng, bị dẫn đến là chúng ta vào lệnh bị ngược xu hướng chúng ta thua. Đấy là những cái mà chúng ta lưu ý, nên buộc chúng ta phân tích trên khung thời gian lớn, sau đó chúng ta vào lệnh trên khung thời gian nhỏ, đó là gọi là đa khung thời gian đó. Thì đầu tiên nhất các bạn nhìn thấy ở đây, mình sẽ phân tích các bạn nha. Thì ở đây là cái nó bị gãy trend rồi, gãy trend trên khung tháng 1, chúng ta mở ra khung 30 phút để chúng ta phân tích đi. Tại vì mình thường mình nhìn nhiều máy tính đó, nên là mình phân tích một cái máy tính trên khung 30 phút xong mình để luôn. Rồi bắt đầu mình mới để trên những cái khung nhỏ hơn, ví dụ như là khung 5 phút, 3 phút, để mình bắt đầu mình tìm điểm vào lệnh. Còn cái máy tính mà trên cái khung 30 phút lớn là mình sẽ để cố định luôn, chứ mình sẽ không có phân tích nữa. Tại vì mình phân tích xong mình để luôn, để gì, để mình nhìn thấy các cái ngưỡng chính đó. Mình thấy rồi mà nó không vượt gãy trở lại trên khung nhỏ là mình vào lệnh luôn á. Đây thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nè, ở trên khung 15 phút các bạn sẽ nhìn, 30 phút các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ đây là một cái gì, kháng cự. Rồi đây là một kháng cự, thì kháng cự là được gọi là kháng cự số 1, và một cái kháng cự nữa ở trên cái vùng này nó gọi là kháng cự số 2. Thì đấy là ở cái vùng này, cái vùng giá chứ không phải là một cái vùng đó, đó là kháng cự số 2. Thì rõ ràng là cái pha trước đó, cái pha này nó gãy trend rồi, thì cái việc mà nó gãy cái trend này, nó gãy cái trend xu hướng này, gãy trend xu hướng này, cái việc mà giá nó đã gãy cái trend xu hướng này, thì đây là một trong những dấu hiệu đảo chiều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Có nghĩa là trước đây là trend long, nhưng mà đến cái vùng này nó có dấu hiệu đảo chiều, ta nhìn thử coi có cản hay không. Thì các bạn có nhìn thấy là ở bên này nó có một cái cản trên khung lớn này, bạn nên phải, đấy là lý do phải phân tích trên khung H1 đó. Tại vì khung H1 thì các bạn mới view được những cái vùng cản ở trước đó, mà nếu chúng ta nhìn ở khung nhỏ không, chúng ta sẽ không thấy được cái cản lớn ở những cái chỗ đó. Buộc chúng ta phải phân tích trên khung lớn, nó gọi là đa khung thời gian. Nhưng sau đó mình chuyển trạng thái về cái khung nhỏ hơn để mình tìm cái điểm vào lệnh nó sớm nhất. Đấy, đấy là lý do như vậy. Rồi bắt đầu khi mà các bạn nhìn daily, các bạn sẽ nhìn rất rõ nó bắt đầu chạm đỉnh rồi này, đúng không? Nếu bạn nhìn daily bạn thấy là bắt đầu nó chạm đỉnh rồi, thì có nghĩa là cái vùng này này, vùng này là vùng mà có khả năng đảo chiều. Đấy, có khả năng đảo chiều rất lớn rồi, để chúng ta nhìn thấy rõ. Và cụ thể là nó gãy trend trên khung thời gian H1, khung thời gian 30 phút chúng ta đều thấy là nó gãy trend. Đây chúng ta nhìn thấy nó gãy trend đây, thì có nghĩa là cái bản thân mình đánh giá là gì, cái việc mà gãy trend này là phải, nó phải là một lực rất rất chi là mạnh thì nó mới có thể vượt qua được hai cái vùng này, vùng này hoặc là vùng này. Đấy, tối đa là cái vùng trên, cái xác suất mà nó vượt qua nữa vùng nữa thì vùng 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 trên này nó cũng là thấp chống cao. Hoặc là gì, nó còn một cái vùng nữa, nó chính là cái vùng gì, chính là cái vùng này này. Thì cái vùng này nó cũng trùng với cái gì, trùng với cái trend xu hướng mà chúng ta đã phân tích lúc nãy, là có nghĩa là cái trend xu hướng mà gặp cái cản này. Đấy đấy, cản này thôi, cản đỉnh 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 đỉnh, ta đánh dấu đỉnh này. Đó, ta phân tích như vậy rồi ta thấy là nó có khả năng lên cái vùng này, sau đó làm gì, rớt lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi khi đó thì chúng ta kỳ vọng gì, mình thì mình nghĩ là cái việc mà vượt lên đây khó chứ không dễ. Thế thì mình ngồi mình chờ, mình chờ gì, mình chờ lên các cái vùng này này, lên các cái vùng này mà có tín hiệu mà chỉ bắt đầu đảo chiều gãy á, thì mình bắt đầu mình short thăm dò một ít, mình short thăm dò một ít trước, và mình xác định là gì, mình xác định là mình vẽ tiếp một cái trend ra nữa. Thì cái trend này nó như nào, đây chỗ này break trend, thì có nghĩa khi mình nếu mà lên đây, lên những cái vùng này mà có tín hiệu đảo chiều gãy lại trên khung nhỏ, ví dụ như nó tạo ra hai ba đỉnh thì trên khung nhỏ rớt, thì mình sẽ làm gì, thì mình khi đó mình sẽ short nhẹ ở những cái vùng này ngay, mình short nhẹ từ từ, mình short nhẹ với tỷ trọng khoảng 15 20 30% gì đó thôi. Và mình kỳ vọng là ông này rớt xuống thì có thể xuống tới cái vùng lên đây là khoảng 79, rớt xuống đây là khoảng 73, 70, 11 gì đó. Tại vì mình cũng chưa chưa nghĩ rằng nó sẽ thủng cái đáy này ngay. Tất nhiên nó thủng cái đáy này ngay, chúng ta phải nghĩ tới ngay là nó sẽ xuống. Tiếp theo là ở đây, hoặc là gì, thấp hơn là về về cái vùng này. À, hoàn toàn thể xảy ra. À, thì cái nhịp trên á, cái nhịp trên này chúng ta thấy là nó sẽ xuống tới đâu? Trên xuống tới đây. Thì mình có thể đánh giá là gì, cái nhịp đáy nếu mà nó rớt á, hoàn toàn là thể rớt đâu ở những cái vùng này.
là hoàn toàn có thể xảy ra đấy. Nhưng mà gì, cái này cũng là chúng ta phân tích thôi, chưa biết được thế nào. Thì ví dụ lên đây mà nó có tín hiệu tạo ra gãy xuống, hồi lên gãy gì đó trên khung khung nhỏ hơn, nó sẽ chúng ta sẽ có những điểm vào nó tương đối ok hơn. Rồi thì đó chúng ta sẽ xác định, chúng ta sẽ short dần. Mà nếu mà chúng ta short mà nó đi xuống theo ý chúng ta thì chúng ta gia tăng tỷ trọng. Mà nếu trong trường hợp mà nó bứt lên thì mình cắt ngay và luôn, chứ mình không giữ và mình chờ tiếp. Mình sẽ không lon cái vùng này, mình sẽ hạn chế, mình không lon. Tại vì sao? Tại vì cái xác suất mà từ đây á, lên tới cái những cái vùng này á, mà nói gì, nó lên tới những cái vùng này mà nó rất là cao hơn rất nhiều so với cái việc mà nó lên, cao lên rất nhiều so với cái việc nó lên. Nên là gì, mình kỳ vọng là mình sẽ sót lại ở đâu đấy vùng này. Thế thì khi mà nó lên trên các cái vùng này mà nó có tín hiệu gãy lại ở trên khung nhỏ hơn, gãy mạnh, thì mình sẽ vào lệnh ngay. Ví dụ trên khung 5 phút chẳng hạn, mình sẽ nhìn sẽ rõ hơn rất nhiều. Rồi, thì mình sẽ tìm cái điểm gì, mình sẽ tìm điểm vào khi nó gãy. À, ví dụ như lên đây này, hồi lên đây chẳng hạn mà nó có tín hiệu mà đảo chiều ra ngay, tại vì mình thấy cái cản trên này mà gãy ra là mình sẽ vô mình short. Mình short ví dụ như 30% trước, nhưng mà thằng này nó rớt tiếp là mình sẽ gia tăng thêm khoảng 40, thêm khoảng 30 40% nữa. À, thường là mình sẽ đánh như vậy, chứ mình sẽ không có vào full ngay điểm đầu, mà mình sẽ gì, mình sẽ đánh vào full, vào với tỷ lệ từ từ, và nếu mà nó rớt nữa thì mình sẽ vào với tỷ lệ, mình sẽ gia tăng tỷ lệ đấy, ví dụ vậy. Thì đó là cách mà mình sẽ giao dịch, mình sẽ đi lệnh. Tại vì chứ không phải là mình khi mình vào lệnh là mình sẽ full ngay 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 từ ban đầu, thì mình sẽ không làm như vậy, mà mình vô thăm dò từ từ. Khi mình thấy có tín hiệu mình sẽ vô thăm dò, mà mình thấy thăm dò khoảng 15 30% đó mà nó đi theo ý mình thì mình sẽ gia tăng tỷ trọng, mà nếu mà mình sẽ bồi thêm. Mà nếu mà nó không đi theo tỷ trọng của mình thì mình cắt lỗ, thì mình chỉ cắt lỗ khoảng 30 đến 50% cái trên cái tổng vốn mà mình đang đánh thôi. Thì khi đó các bạn có bị thua lỗ đi chăng nữa thì cái tỷ lệ thua lỗ của bạn rất ít. Nhưng mà nếu mà khi nó đi xuống đúng, bạn gia tăng tỷ trọng thì bạn lời, thì bạn lời sẽ lời gấp, đánh đúng lên bạn đánh có thể 50 70% 80% thậm chí 100%, thì bạn sẽ cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn rất cao. Nhưng mà nếu mà ngay cái điểm đầu tiên mà chúng ta vào full tỷ trọng á, thì nếu mà chúng ta cắt lỗ thì chúng ta sẽ cắt lỗ full tỷ trọng. Thì như vậy là có nghĩa là chúng ta lỗ với một cái khoản lỗ cực lớn. Mà khi mà chúng ta có cái khoản lỗ lớn như vậy thì để mà chúng ta gỡ lại khoản lỗ đấy thì nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc chúng ta phải đi vốn theo kiểu quan trị. Thì đấy là một trong những yếu tố mà để mà mình đánh và mình tìm kiếm được lợi nhuận trên thị trường, mặc dù có những thời điểm mình vào lệnh vẫn sai, chứ không, không cái việc mà vào lệnh chắc chắn với các bạn rằng không 100% là mình vào lệnh đúng đấy. Nhưng mà gì, nhưng mà mình cái tỷ lệ đi vốn của mình nó sẽ giúp cho mình tồn tại và mình bền vững trên thị trường, là bởi vì mình control được cái đi vốn, và mình gia tăng được cái đi vốn khi gì, gia tăng được cái tỷ lệ khi mình thấy cái tỷ lệ cái tín hiệu của mình đang đi đúng. Đặc biệt giúp các bạn nhìn thấy là cái lợi nhuận của cái ngày đâu rồi, mình tắt đây, các bạn có thể là lát các bạn có thể xem lại nha. Thì các bạn có nhìn thấy là cái ngày thứ năm á, mình có tỷ suất sinh lời tới 43 triệu. Đấy là tại vì sao? Tại vì mình khi mà mình short mình đó, mình short mình thấy là cái lực bán mạnh là mình gia tăng tỷ trọng, dẫn đến là mình có cái tỷ lệ lợi nhuận cao. Chứ nếu mà mình không gia tăng tỷ trọng thì mình sẽ không có cái tỷ lệ đây. Đó là cái ngày thứ đây là cái ngày là ngày thứ năm này. Thì vì ngày thứ năm mà có cái tỷ lệ lợi nhuận cao là tại vì cái ngày thứ năm là cái pha short. Cái pha short chỗ này này, và mình short mình thấy là lực bán mạnh nên là mình bị gia tăng tỷ trọng, mình bị đẩy mạnh tỷ trọng lên lớn hơn rất nhiều, gấp 3 lần, gấp đôi, gấp 3 lần so với cái tỷ trọng mà mình vào lệnh, nên dẫn đến là mình có một cái tỷ lệ lãi rất là lớn. Đấy. Còn nếu mà mình sẽ không có quản lý vốn như vậy thì mình cũng không thể nào mà tìm kiếm lợi nhuận được trên thị trường. Tại vì sao? Tại vì cái việc mà chúng ta vào lệnh nó sẽ chắc chắn nó sẽ có sai, có đúng chứ không thể nào mà chúng ta vào lệnh 100% đúng. Nhưng nếu mỗi lần vào lệnh chúng ta full ấy, thì cho dù chúng ta có phân tích cỡ nào đi chăng nữa thì thường chúng ta sẽ bị thua lỗ nhiều hơn. Tại vì chúng ta cứ thua full mà lại full, thì thua full thì đôi khi nó mất đi một cái phần tỷ trọng, mà phần tỷ trọng thì lần sau chúng ta vào lệnh nó sẽ ít hơn, mà ít hơn thì chúng ta để mà chúng ta gỡ nó rất khó. Nên đấy là lý do mà trader thường hay thua lỗ trong cái khoảng thời gian dài, là trader là thua lỗ nếu không quản trị vốn được. Thì mình không 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 bây giờ mình đánh thì mình thấy rất là yên tâm, tại vì mình không có để bao giờ mà mình bị lỗ nhiều hết. Có nghĩa là khi mình lỗ mình chỉ lỗ một ít thôi, nhưng mà khi mình lãi thì mình sẽ lãi rất là nhiều, nên là cái total mình nó vẫn lãi. Thì đấy là lý do mình có thể tồn tại và bền vững trên thị trường, và mình đánh rất là lớn. Và hôm nay mình cũng nói luôn là mình có hợp tác với một cái tài khoản với tài khoản mà
tỷ lệ to. Ví dụ như những ai mà muốn hợp tác với mình, hợp tác mà giao cho mình giao dịch thì với tài khoản từ vốn từ khoảng 5 tỷ trở lên thì mình sẽ có thể là chúng ta sẽ trao đổi và mình sẽ giao dịch họ cùng, tại vì vốn bé cũng không đi vốn được, nó đánh nó rất là mệt à, chỉ là đánh cái vốn lớn thì khi đấy thì cái tỷ suất sinh lời cái nó cao, cái hai nó bền thì mình sẽ đánh như vậy. À, thì buộc là các bạn phải phân tích được cái tâm lý, kiểm soát được cái tâm lý hành vi của mình, có nghĩa là mình có cái công thức giao dịch, mình có phân tích được cái tâm lý hành vi của mình và mình hạn chế vào lệnh liên tục. Mình đừng có vào lệnh liên tục mà mình vào lệnh có cơ sở, có cơ sở ăn ngon và có chiến lược đi vốn để chi, để mình tồn tại và mình phát triển trên thị trường. Còn nếu mà chúng ta không có cái công thức giao dịch, chúng ta không có kiểm soát được cái tâm lý, chúng ta cứ vào dịch vào lệnh liên tục mà lần nào chúng ta full 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 thì thực sự là cái việc mà chúng ta thua lỗ trên thị trường chứng khoán phái sinh hay thị trường trading là nó là việc đương nhiên thôi, cái đó không 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 thể nào chắc được. Và đây nên là gì, nên là làm sao ấy mà khi mình giao dịch có những thời điểm mình lỗ nhưng mà mình control để mình lỗ thấp nhất. À, mình chấp nhận cái hôm đó mình lỗ luôn chứ mình không thể nào mình lãi được, tại vì mình biết là nó khó quá đi mà mình, hoặc là mình chấp nhận lãi ít mình vẫn phải nghỉ. Tại vì sao? Tại vì mình biết cái ngày hôm đó mình không đánh được nữa, cái biên như thế khó đánh quá nghỉ. Bạn nhìn thấy là có ngày lãi có nhiêu 5 triệu chẳng hạn đi, thực ra là không đánh được ngày này là phí mất khoảng 2 triệu mấy rồi, không đánh được nữa đành phải nghỉ thôi, chứ không không thể đánh được tại biên nó quá hẹp đi. Nhưng mình chấp nhận lãi ít mình khó chấp nhận, và ngày này mình chấp nhận lỗ hai mấy triệu mình ngưng luôn, mình không đánh nữa. Tại vì sao? Mình biết là nếu đánh nữa có thể là sẽ lỗ nhiều hơn, chấp nhận mình lỗ mình đã như vậy, nhưng mà mình biết mình sẽ lấy lại vào một ngày nào, một ngày khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái cách đi vốn như vậy thì mình sẽ lấy lại được đấy. Còn cái việc mà lỗ thì hoàn toàn bị dính lệnh sai rồi, cái việc đó hoàn toàn không thể nào 100%. Nhưng mà dù ngày cả ngày hôm đó mình thấy là, à chỗ đây mình có thể short này, mình thấy có tín hiệu gãy mình short, nhưng mà mình short một ít nhưng mà thấy mà nó đi 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 mà nó không đi theo ý mình thì hồi lên mình có cắt lỗ đấy chăng nữa thì mình có cắt lỗ, mình cắt một ít thôi, tỷ lệ nó không bao nhiêu hết thì mình thua nó ít thôi, rồi từ từ mình tìm điểm để mình lấy lại. Nhưng mà nếu mà mình full cái là đôi khi mình cắt lỗ 3 điểm là mình cũng là nhiều rồi. Dù sức sức giao dịch của mình còn 150 chục chục hợp đồng chẳng hạn, mà mình full một phát 150 hợp đồng thì có phải là lỗ 3 điểm là 45 triệu mất rồi, làm sao đấy. Thì khi mà lỗ như vậy thì cái việc rất khó để mà chúng ta lấy lại. Đấy, 3 điểm là lỗ đã lớn rồi đó, nếu như chúng ta đánh full. Còn cái việc mình đánh ít thì lỗ 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm cũng không thành vấn đề so với cái vốn mình, tổng vốn mình đánh. Ví dụ như mình đánh 200 hợp đồng, 300 hợp đồng nhưng mà cái tỷ lệ mình vào lệnh lúc đấy mới có 20-30 thì nó chả vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu 30-40 thì chẳng vấn đề gì, nhưng mà vào full 200 là mình lỗ 5 điểm là dở ngay liền. Đấy, ví dụ vậy. Thì đó là cái cách để chúng ta tồn tại và bền vững trên cái thị trường đầu tư, thị trường trading. Đấy, còn nếu mà chúng ta không có làm được việc đấy thì các bạn sẽ phải thua lỗ thôi, không khác được. Đó là mình nói với cái điều rất là sự thật. Nên khi mình gặp một vài trading trader gì đó, một người giao dịch mà mình hỏi sơ qua, mình thấy cách giao dịch là mình biết là cái xuất xuất bạn này giao dịch thua lỗ rất cao, khó mà tồn tại được nếu mà vẫn đánh như vậy. Đấy. Thì cái này mình cũng phải mất rất là nhiều năm trên thị trường, rồi sau đó thì mình rút ra được nhiều cái kinh nghiệm trong quá trình giao dịch. Trong đấy có một trong những kinh nghiệm để tồn tại phát triển chính là cái quản trị vốn và đi vốn. Đấy, thì ở đây thế đây đây có thể gãy, hoặc là trên đây nếu mà trong lên trên này vậy, bắt đầu có tín hiệu gãy lại trên khung nhỏ thì mình vào lệnh ngay, mình dò từ 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 lên, gọi là đi để dò đường á. Mình dò từ từ mình thấy ok đi xuống, bắt đầu mình đi gia thêm, mình mới bồi thêm lực mạnh thì mình sẽ bồi thêm theo. Còn nếu mà mình thấy không ổn thì mình gì, mình chốt ngay. Ví dụ mình xuống mình cảm thấy không ổn là mình chốt ngay liền, chốt dần liền đó. Thì đấy là cái kỹ năng để chúng ta tồn tại và phát triển trên thị trường, nó là như vậy. Còn thí dụ như ở đây mà cái thằng này mà nó hồi mạnh mà nó hồi lên tới tích trên này á, thì cái xác suất mà gì, xác suất mà nó gãy thủng đáy này thấp lắm. Tại vì sao? Tại vì nó hồi mà cao á thì xác suất mà nó thủng đáy này thấp, nhưng mà nếu nó hồi lên đâu đấy ở trên chỗ này thôi, ví dụ nó hồi đâu trên này thôi, thì xác suất mà nó rớt xuống mà chạm ngay cái đáy này rồi nó đi ngang ngang rồi có thể nó rớt nữa thì hoàn toàn có thể xảy ra. Điều trong trường hợp mà nó lên trên này và nó có tín hiệu quái là mình sẽ short short dần dần trên này, nhưng mà mình short dần có thể là mình nó gãy, mình short dần mình thấy nó đi xuống ổn mình gia tăng thêm một chút, nhưng mà xuống vùng này mà mình thấy có tín hiệu không ổn thì mình chốt. Nhưng mà mình thấy xuống vùng này mà có lực bán mạnh mà bắt đầu ngang 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 mà thủng đáy này đi xuống thì mình thậm chí là mình sẽ short thêm, mà mình sẽ đẩy mạnh thêm tỷ trọng nữa, chứ mình sẽ không không chốt mà mình đẩy thêm tỷ trọng. Dù mình short 70 80 mà mình tới xuống nữa thì mình có thể bồi thêm thành cả 100 200 100 150 hợp đồng như hàng vậy. Nhưng mà nếu mà nó không gãy thì thôi, chúng ta mình lên trình trình đây không thấy không gãy thì mình sẽ gì, mình sẽ chốt dần chốt dần chốt dần ngay. Mà nếu mà nó gãy xuống là mình sẽ gì, mình sẽ bồi thêm ngay đó. Thì ví dụ đấy là cái cách để mà mình tồn tại và mình giao dịch tồn tại và ổn định trên thị trường. Ok.
Thì chắc là cái video này nó đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video vào tuần sau. Xin chúc mọi người một tuần mới giao dịch hiệu quả. Xin chào.